Giả sử P là số nguyên lớn hơn 1 thỏa mãn, P 1 giai thừa cộng 1 chia hết cho P. Chứng minh rằng P là số nguyên tố. Đây là một vấn đề rất khó chứ không phải là khá khó của lớp 7 nhé bạn Duy Lộc. Và đây chính là định lý Wilson. Trước khi nói về định lý này, mình sẽ nhắc lại một số khái niệm về số nguyên tố và số nguyên tố cùng nhau. Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có đúng hai ước số là 1 và chính nó. Số được gọi là số nguyên tố cùng nhau nếu chúng có ước số chung lớn nhất là 1. Trong lý thuyết số, định lý Nguyên Sơn phát biểu rằng cho P là số tự nhiên lớn hơn 1, khi đó P là số nguyên tố khi và chỉ khi P-1 giai thừa cộng 1 chia hết cho P. Trên trang Wikimedia đã nói về định lý này. thật phức tạp. Mình đã tìm hiểu và xin chia sẻ với các bạn về cách chứng minh về định lý này. Trước hết, hãy xem một vài ví dụ để minh họa cho định lý. P bằng 2, khi đó một giai thừa cộng 1 sẽ bằng 1 cộng 1 bằng 2, chia hết cho 2. P bằng 3, 2 giai thừa cộng 1 bằng 2 cộng 1 bằng 3, cũng chia hết cho 3. P bằng 5, 4 giai thừa cộng 1 bằng 24 cộng 1, bằng 25, chia hết cho 5. P bằng 7, 6 giai thừa cộng 1, bằng 720 cộng 1, bằng 721, chia hết cho 7. Cứ như vậy, P bằng 11, 10 giai thừa cộng 1, bằng 3.628.800, cộng 1, bằng 3.628.801, và nó cũng chia hết cho 11. Vậy làm sao có thể chứng minh được định lý này? Trước tiên, hãy cùng đưa ra một số mệnh đề. Mệnh đề 1: Với các số nguyên a, b, c và m lớn hơn 0, nếu a đồng dư với b theo modulo m và b đồng dư với c theo modulo m thì a đồng dư với c theo modulo m. Nó có thể được gọi là tính chất bắc cầu. Ví dụ như 22 đồng dư với 10 theo modulo 6 hiểu đơn giản là 22 chia cho 6 bằng 3 dư 4 và 10 chia cho 6 bằng 1 dư 4. Chúng có cùng số dư là 4. 10 đồng dư với 4 theo mô đun 6 thì 22 đồng dư với 4 theo mô đun 6. Điều này chúng ta có thể dễ thiết được phải không nào? Mệnh đề 2. Với các số nguyên A, B, C, D và M lớn hơn 0, nếu A đồng dư với B theo mô đun M và C đồng dư với D theo mô đun M thì A nhân C đồng dư với B nhân D theo mô đun M. Ví dụ, 4 đồng dư với 1 theo mô đun 3, 9 đồng dư với 3 theo mô đun 3 thì 4 nhân 9 sẽ đồng dư với 3 nhân 1 mô đun 3 hay chính là 36 đồng dư với 3 theo mô đun 3 và số dư ở đây chính là bằng 0. Mệnh đề 3 với các số nguyên a, b, c và m lớn hơn 0, trong đó a và m là các số nguyên tố cùng nhau, tức là chỉ có thừa số chung là một. Nếu a nhân b đồng dư với a nhân c theo modulo m thì c đồng dư với b theo modulo m. Ví dụ, 24 đồng dư với 9 theo modulo 5. Loại bỏ 3 ở cả hai vế ta sẽ có 8 đồng dư với 3 theo modulo 5. Điều này là đúng rồi phải không các bạn? Tiếp đến là mệnh đề cuối cùng, mệnh đề 4. Lấy P là số nguyên tố với mọi số nguyên x sao cho một nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn P. Tồn tại một số nguyên duy nhất y sao cho một nhỏ hơn hoặc bằng y nhỏ hơn P. Và trong đó x nhân y đồng dư với 1 theo mô P. Hãy xem một số ví dụ để rõ mệnh đề này. Với P bằng 7 thì khi đó lấy x bằng 4 ta chỉ có y bằng 2 thỏa mãn sao cho 4 x 2 bằng 8 đồng dư với 1 theo mô đun 7. Hay P bằng 11 thì với x bằng 10 chỉ có duy nhất y bằng 10 thỏa mãn giao cho 10 x 10 bằng 100 đồng dư với 1 theo mô đun của 11. Hay đối với trường hợp P bằng 11 này nếu x bằng 7 thì y bằng 8 sẽ thỏa mãn giao cho 7 x 8 bằng 56 đồng dư với 1 theo mô đun 11. Các bạn đã rõ chưa nào? Vì thừa số chung lớn nhất của x và p là 1 do p là số nguyên tố, nên sẽ tồn tại số nguyên a và b sao cho x nhân a cộng p nhân b bằng 1. Đây được gọi là định lý bê du. Điều này có nghĩa là p nhân với âm b sẽ bằng x nhân a trừ đi 1, hoặc tương đương với x nhân a đồng dư với 1 theo đun p. Các bạn hãy để ý điều này. Vấn đề ở đây là A có thể không phải là số mà một nhỏ hơn hoặc bằng A nhỏ hơn P, theo như mệnh đề 4 ở trên. Tuy nhiên, sẽ tồn tại một số Y sao cho một nhỏ hơn hoặc bằng Y nhỏ hơn P và A đồng dư với Y theo mô đun P. Sau đó, theo mệnh đề 2 ở trên, với x nhân y đồng dư với x nhân a theo mô đun p và vì x nhân a đồng dư với 1 theo mô p lên theo tính chất bắc cầu thì x nhân y sẽ đồng dư với 1 theo mô p cuối cùng chúng ta cần phải chứng minh rằng y này là duy nhất giả sử có một số y phẩy sao cho một nhỏ hơn hoặc bằng y phẩy nhỏ hơn p và x nhân y phẩy đồng dư với một theo mô p thì rõ ràng là một đồng dư với x nhân y phẩy theo mô p và từ mệnh đề 1 ở trên ta thấy rằng x nhân y đồng dư với x nhân y phẩy theo mô P. Tiếp tục từ mệnh đề 3 ở trên, y đồng dư với y phẩy theo mô P. Vì x và P là số nguyên tố cùng nhau. Điều này có nghĩa là P chế hết cho y trừ y phẩy. Tuy nhiên, điều này sẽ là không thể nếu y khác y phẩy. Vì một nhỏ hơn hoặc bằng y nhỏ hơn P và một nhỏ hơn hoặc bằng y phẩy nhỏ hơn p. Hiệu của chúng không thể là bội của p. Có nghĩa y bằng y' và số y này là duy nhất. Chứng minh định lý Wilson. Với các kết quả nêu trên, chúng ta có thể thấy lý do tại sao định lý Wilson lại đúng. Đối với số nguyên tố p, hãy xem xét p-1 giai thừa bằng p-1 nhân p-2 cứ như thế cho đến 1. Lấy x là bất kỳ số nào trong danh sách p-1 P-2, P-3, cứ như thế cho đến 1. Sau đó, theo mệnh đề 4 ở trên, sẽ có một số duy nhất y trong danh sách đó sao cho x nhân y đồng dư với 1 theo mô đun P. Khi x bằng P-1 thì y bằng P-1. Chúng ta có thể thấy rằng P-1 nhân P-1 sẽ đồng dư với 1 theo mô đun P. Khi x bằng 1 thì y cũng bằng 1 do 1 x 1 sẽ bằng 1 đồng dư với 1 theo mô đun P. Lưu ý đây là những trường hợp duy nhất trong đó x bằng y và khi đó x bình đồng dư với 1 theo mô đun P với 1 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn P. Điều này có nghĩa là P là thừa số của x bình trừ 1 bằng x cộng 1 nhân x trừ 1. Và điều này có nghĩa là P là thừa số của x cộng 1 hoặc P là thừa số của x trừ 1. Trong trường hợp đầu tiên, x bằng p 1 và trong trường hợp thứ hai, x sẽ bằng 1. Sau đó, bất cứ khi nào 1 nhỏ hơn x nhỏ hơn p 1, tồn tại y sao cho 1 nhỏ hơn y nhỏ hơn p 1, trong đó x khác y và x nhân y đồng dư với 1, theo mô đun p. Bằng cách sắp xếp lại các con số p 1, p 2, cứ như vậy cho đến 1 và áp dụng mệnh đề 2 ở trên, chúng ta thấy được P-1 dây thừa đồng dư với P-1 theo mô đun P. Nhưng vì P-1 đồng dư với âm 1 theo mô đun P, nên áp dụng mệnh đề 1. Chúng ta thấy rằng P-1 dây thừa sẽ đồng dư với âm 1 theo mô đun P. Hay chính là P-1 dây thừa cộng 1 chia hết cho P. Như vậy ta đã chứng minh được định lý Wilson. Để trực quan hơn, chúng ta hãy lấy một ví dụ. Lấy P bằng 7, sau đó chúng ta thấy rằng 5 x 3 đồng dư với 1 theo mô đun 7. 4 x 2 đồng dư với 1 theo mô đun 7. Và 6 đồng dư với âm 1 theo mô đun 7. Áp dụng mệnh đề 2 liên tiếp, chúng ta thấy rằng 6 x 5 x 3 x 4 x 2 đồng dư với 1 x 1 x âm 1 theo mô đun 7. Hay chính là 7 trừ 1 dây thừa đồng dư với âm 1 theo mô đun 7. Điều này có nghĩa rằng 7 trừ 1 giai thừa cộng với 1 sẽ chia hết cho 7. Với 7 trừ 1 giai thừa cộng 1 sẽ bằng 720 cộng 1 bằng 721 chia hết cho 7 bằng 103. Đây là toàn bộ nội dung để chứng minh định lý Wilson. Một điều không hề dễ dàng. Các bạn thấy cách chứng minh này như thế nào? hãy cùng để lại chia sẻ dưới phần bình luận nhé